Tại Việt Nam, Hà Nội khẳng định thông tin giới nghiêm từ 18 giờ là tin giả. Cần Thơ bắt giữ đối tượng giả mạo công an lái xe biển xanh giả. Cảnh giác trước trang web giả mạo Bộ Y tế để lừa đảo. Trên thế giới, tuyết rơi bất thường ở miền Nam Brazil. Ba Lan tàu lửa va chạm xe tải khiến 8 người bị thương. Sư tử trốn khỏi vườn thú gây náo loạn đường phố ở Kenya. Lũ quét tàn phá Afghanistan, 150 người mất tích. Quý vị đang đến với tin tức 24 giờ, mở đầu là phần tin trong nước. Vừa qua, tài khoản Facebook có tên Thùy Linh đã đăng tải thông tin giờ giới nghiêm của Hà Nội sẽ tính từ 18 giờ tối nay lên trang mạng xã hội này, khiến dư luận hoang mang. Ngay sau khi nắm được vụ việc, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẳng định thông tin này là tin giả. Hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội chưa ban bố lệnh giới nghiêm từ 18 giờ. Do đó, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo mọi người không nên chia sẻ trên mạng xã hội những thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là các tin liên quan về tình hình dịch bệnh COVID-19. Về vấn đề ngày càng có nhiều thông tin sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các đơn vị liên quan xử phạt nghiêm minh mọi trường hợp tung tin giả, tin thất thiệt liên quan đến dịch COVID-19 để tránh làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của ngành chức năng. Mới đây, sau quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố thêm 2 bị can thuộc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan. Cụ thể, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Huy Lập, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga, Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng công ty, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và người bệnh. Mới đây, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Phương Anh, sinh năm 1993, về hành vi thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử cá nhân tạo lập trên mạng xã hội. Cụ thể, Vũ Phương Anh bị phạt 12,5 triệu đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7, Vũ Phương Anh đã đăng tải hình ảnh trên Facebook cá nhân, cho biết mình được tiêm vaccine COVID-19 nhưng không cần đăng ký và được ưu tiên tiêm vaccine Pfizer tại Bệnh viện Hữu Nghị. Tiến hành xác minh, Thanh tra Bộ Y tế cho biết thông tin mà Vũ Phương Anh đăng là sai sự thật, vì trước đó cô đã được người thân nhờ một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 12 tháng 7 và đã được Giám đốc Bệnh viện đồng ý giải quyết cho tiêm nếu có dư liều vaccine. Theo cơ quan chức năng, đây là việc làm để giải quyết tình huống vào cuối mỗi buổi tiêm nhằm tránh lãng phí. Trong trường hợp có người thuộc diện được mời đến tiêm nhưng không đến, hoặc có người thuộc diện được mời đến tiêm nhưng qua khám sàng lọc không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm. Vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai vợ chồng lớn tiếng tranh cãi với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đầu ngõ 108 Nghi Tàm, phường Yên Phụ để đòi vào chợ Yên Phụ thăm mẹ nuôi. Khi bị lực lượng chức năng ngăn cản không cho vào chợ, hai người này đã có hành vi chống đối, làm loạn tại chốt kiểm dịch. Người chồng còn lớn tiếng khẳng định có đầy đủ giấy tờ và tỏ thái độ thách thức khi bị công an yêu cầu ra ngoài. Còn người vợ dùng điện thoại để livestream chất vấn ngược và yêu cầu cán bộ trực chốt xuất trình thẻ ngành. Sau một lúc, cả hai người đã lao vào chốt kiểm soát nhằm thông chốt, nhưng lập tức đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở để làm việc. Qua xác minh, cơ quan công an cho biết cả hai đều trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Liên quan tới vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ cho biết, trước mắt sẽ xử phạt ở mức kịch khung đôi vợ chồng này, mỗi người là 3 triệu đồng do vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ của hai người. Liên quan tới vụ hệ thống đăng ký nhận diện luồng xanh vận tải bị gián đoạn, không truy cập được mà FBNC đã đưa tin trong các bản tin trước. Mới đây, Bộ Công an cho biết kết quả xác minh, điều tra ban đầu về vụ việc cho thấy, hệ thống này tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, tính toán sai số lượng người đăng ký, dẫn đến quá tải, chưa phát hiện hoạt động tấn công mạng.
Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có dấu hiệu xâm nhập trái phép để đánh cắp dữ liệu thông tin đăng ký luồng xanh. Vì vậy, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra làm rõ, khôi phục hoạt động của hệ thống để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và tuyên án phạt tù dành cho hai đối tượng chủ mưu. Cụ thể, hai đối tượng bị xét là Mà Văn Thông, sinh năm 1991, và Mà Văn Linh, sinh năm 1996, cùng trú tại xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Trước đó, vào năm 2017, Thông xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và quen biết một người Việt Nam sinh sống tại đây. Đến cuối tháng 2 năm 2021, người này liên lạc với Thông đề nghị thuê đón 5 người từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với số tiền thỏa thuận là 250 nhân dân tệ một người. Thông đồng ý và rủ Mà Văn Linh cùng thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình đưa người từ thị trấn Trùng Khánh vào đến khu vực xóm Đà Bè, xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh để xuất cảnh trái phép, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn. Tại phiên xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Mà Văn Thông và Mà Văn Linh mỗi bị cáo 5 năm tù giam. Còn tại tỉnh Yên Bái, Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ vừa cho biết trong 2 ngày 26 và 22 tháng 7 vừa qua, chính quyền địa phương đã tiến hành xử phạt hành chính 3 trường hợp về hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế với mức phạt là 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Được biết, cả 3 trường hợp bị xử phạt cùng trú tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đều là những người lao động tự do đi từ những vùng có dịch như Hà Nội, Bắc Ninh về địa phương này trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 7. Sau đó, cả ba đều đã đi khai báo y tế và nhận quyết định cách ly tại nhà. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, ba người đã tự ý ra ngoài, di chuyển đến các địa phương khác là xã Phong Dụ Thượng và xã Châu Quế Thượng, dù chưa hết thời gian cách ly. Phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã tiến hành xử phạt cả ba người, đồng thời yêu cầu các trường hợp này trở về nhà và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, Công an huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận đơn trình báo của hai người cùng trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh về việc bị một nhóm thanh niên cướp tài sản là 2 chiếc điện thoại tại đoạn đường đi qua thôn Phú Thượng, xã Kỳ Phú, hướng ra xã Kỳ Xuân. Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, điều tra, truy bắt thủ phạm. Chỉ trong thời gian ngắn, 4 đối tượng gây án đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan chức năng để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận có tuổi đời còn rất trẻ, sinh từ năm 1995 đến năm 2002. Do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản mang đi bán rồi chia nhau. Hiện Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Thất Điệp, 53 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Huế vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào tháng 4 năm 2021, Công an thành phố Huế nhận đơn trình báo của một người phụ nữ về việc được Tôn Thất Điệp đặt vấn đề xin chuyển công tác giúp từ trạm y tế xã vùng núi về làm tại một đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Huế với giá 250 triệu đồng. Tin lời của Điệp, người phụ nữ này đã chuyển tiền cho đối tượng nhưng không được chuyển công tác. Sau khi nhận đơn trình báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, phát hiện Điệp tham gia đầu tư tiền ảo qua mạng và bị thua lỗ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ này. Vì vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Điệp để điều tra, làm rõ. Công an huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Phương Nam, sinh năm 1988, làm việc tại một trung tâm truyền hình giáo dục và pháp luật ở tỉnh Đắk Nông về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 7, Trịnh Phương Nam đã gặp gỡ rồi đe dọa một chủ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện Đắk Miêu, yêu cầu chuyển khoản 8 triệu đồng. Nếu không, Nam sẽ viết và đăng bài phản ánh về một số sai phạm của cơ sở này. Sau đó, chủ cơ sở này đã trình báo cơ quan công an. Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu ngày 17 tháng 7, Công an huyện Đắk Miêu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Phương Nam để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một thẻ ghi danh nhà báo, 3 thẻ cộng tác viên mang tên Trịnh Phương Nam cùng một số thiết bị, tài liệu liên quan khác. Tại cơ quan công an, Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết chiếc thẻ ghi danh nhà báo là do Nam nhờ người khác làm giúp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh. Được biết, đây là vụ án hình sự liên quan đến xe khách biển số 79B01975, thuộc một nhà xe chuyên chở khách đường dài chạy tuyến Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trước đó, trong thời gian huyện Vạn Ninh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, hai lái xe là Lê Nhân Tính, trú tại tỉnh Bình Định và Trần Văn Đức, trú tại Khánh Hòa, đã liên hệ với nhà xe Hiếu Nghĩa, thuê chiếc xe khách biển số 79B01975 để chở hàng hóa từ xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 17 tháng 7, cả hai có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi tiến hành truy vết, cơ quan chức năng xác định hai lái xe này đã lây nhiễm bệnh cho 7 nhân viên quán cơm Thu Hà ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh và một số quán ăn khác trên địa bàn. Hiện, cả hai đang điều trị tại một bệnh viện dã chiến ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa. Vừa qua, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã phát hiện hai người đàn ông đi trên xe máy biển xanh, biển kiểm soát 65B1-99999, trong đó có một người mặc đồng phục công an. Nhận thấy có người mặc trang phục công an không đúng điều lệnh, có dấu hiệu khả nghi nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Do không xuất trình được giấy tờ nên tổ công tác đã mời cả hai về cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an, người mặc đồng phục công an khai nhận tên Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1983, trú tại phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và người còn lại là Lê Trung Nguyên, sinh năm 1981, trú tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan chức năng thu giữ thêm một số cấp hàm, biển tên công an nhân dân được đối tượng đặt mua trên mạng. Hiện vụ việc đang được công an quận Thốt Nốt tiếp tục điều tra làm rõ. Sẽ được chuyển sang phần tin cảnh báo. Mới đây, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia đã lên tiếng cảnh báo về việc một số trang web lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp hiện nay, để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine COVID-19 và lừa tiền cứu trợ nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi phát hiện các trang web lừa đảo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành gỡ bỏ, đồng thời khuyến cáo người dân nên hết sức cảnh giác trước các thông tin có nội dung kêu gọi ủng hộ. Ngoài ra, để cập nhật thông tin chính xác, tin cậy, người dân nên thường xuyên truy cập vào các website chính thống của Bộ Y tế hoặc các trang báo chí chính thống, đồng thời không chuyển tiền cho những trang web, những bài viết kêu gọi ủng hộ có dấu hiệu khả nghi. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng tin Reuters, đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã phải thực hiện ca phẫu thuật để loại bỏ dị vật ở bàn chân trái sau chuyến thăm Hawaii vào tuần trước. Mới đây, ông Michael LaRosa, phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cho biết, bà Biden đã trải qua một cuộc phẫu thuật tại Trung tâm Quân y Quốc gia Quanteris ở Bethesda, bang Maryland, vào ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, sau khi giẫm phải một vật thể sắc nhọn trên biển Hawaii. Tuy nhiên, vật thể đó là gì không được tiết lộ cụ thể. Được biết, Tổng thống Joe Biden cũng đã có mặt tại cơ sở y tế trên cùng vợ của mình. Trước đó, vào hôm ngày 24 tháng 7, bà Jill Biden đã đến Hawaii sau khi dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Trong chuyến thăm Hawaii, đệ nhất phu nhân Mỹ đã đến một điểm tiêm chủng và tham dự một buổi tiệc nướng cùng gia đình, các quân nhân tại căn cứ Trân Châu Cảng Hickam. Hai cơn lốc xoáy đã bất ngờ xuất hiện ở quận Burbank, Pennsylvania, Mỹ vào hôm thứ Năm ngày 29 tháng 7 vừa qua, khiến nhiều người bị thương và làm sập mái của một đại lý ô tô trong khu vực, cũng như gây ra tình trạng mất điện ở hơn 8.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh khác. Theo cơ quan chức năng, cơn lốc xoáy đầu tiên xảy ra vào lúc 17 giờ chiều theo giờ địa phương ở Bethlehem. Trong lúc đó, một cơn lốc xoáy cũng được ghi nhận tại khu vực Shrewsbury. Cùng ngày, Cơ quan Thời tiết Quốc gia NWS cảnh báo người dân trong khu vực phải hết sức cẩn trọng trước tình trạng lũ quét trên diện rộng có thể xảy ra do mưa lớn. Hàng ngàn người Guatemala hôm thứ Năm ngày 29 tháng 7 đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình trên khắp đất nước do các nhà lãnh đạo địa phương, các nhóm xã hội và sinh viên tổ chức nhằm yêu cầu Tổng thống Alejandro Yamate và Bộ trưởng Tư pháp Maria Porras từ chức sau vụ sa thải một công tố viên chống tham nhũng nổi tiếng Juan Francisco Sandoval khỏi vị trí trưởng văn phòng công tố đặc biệt phản đối lệnh miễn trừ FECI vào tuần trước. Một đám đông đã diễu hành qua các con phố từ phủ tổng thống đến văn phòng bộ trưởng tư pháp với những tấm biển ghi Jamate từ chức. Họ cũng đốt lốp xe và tạt sơn nơi lực lượng cảnh sát được triển khai để bảo vệ các tòa nhà chính phủ.
Tôi tin rằng chính phủ đã không bị trừng phạt. Các nhóm cầm quyền, cai trị đất nước này đang tự bảo vệ mình. Họ nắm giữ tòa án, chức vụ tổng thống, thậm chí cả tòa án hiến pháp và văn phòng công tố. Chúng tôi có thể mong đợi điều gì? Chúng tôi không thể mong đợi bất cứ điều gì. Ở nhiều nơi khác, người biểu tình đã chặn giao thông tại các giao lộ chính và hô vang lời yêu cầu Tổng thống Jamate, người được bầu chọn cách đây 2 năm từ chức. Cũng theo nguồn tin này, ông Sandoval, người đã rời Guatemala vào cuối tuần trước, nói rằng ông đã bị sa thải sau khi Bộ trưởng Tư pháp Porras ngăn cản ông cố gắng điều tra các vụ án tham nhũng có liên quan đến Tổng thống Jamate. Trong khi đó, phát biểu trước truyền thông, bà Porras khẳng định hành động của bà là đúng đắn và minh bạch, khi cho rằng ông Sandoval luôn thực hiện điều tra nhắm vào những người có tư tưởng đối lập. Trước quyết định sa thải ông Sandoval, của giới chức Guatemala, Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và cho biết sẽ tạm dừng một số kế hoạch hợp tác với các nhà lãnh đạo nước này nhằm gây áp lực buộc chính phủ quốc gia Trung Mỹ chấm dứt trừng phạt. Động thái trên của Mỹ cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden rất coi trọng cuộc chiến chống tham nhũng như một kế hoạch trọng tâm trong chiến lược của Mỹ trong khu vực, vì giới chức Mỹ cho rằng đây là giải pháp cho các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư bất hợp pháp đến quốc gia này, vốn đã gia tăng mạnh trong năm nay. Một trận tuyết rơi bất thường đã xảy ra ở miền Nam Brazil vào hôm thứ Tư ngày 28 tháng 7 vừa qua, sau khi một khối không khí lạnh ở vùng cực tiến đến phía trung nam của quốc gia này. Các video được hãng tin Reuters đăng tải cho thấy băng tuyết phủ khắp đường phố và trên những chiếc xe ô tô. Trong khi đó, nhiều khách du lịch và người dân địa phương tỏ ra rất thích thú trước thời tiết này. Họ đã cùng nhau chụp ảnh và chơi đùa dưới tuyết. Các chuyên gia cảnh báo thời tiết khắc nghiệt bất thường đang đe dọa đến các cây trồng trong khu vực như cà phê, mía và cam, làm ảnh hưởng nặng nề đến vụ mùa sẽ thu hoạch vào năm tới. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là bang São Paulo và Minas Gerais, hai bang sản xuất cà phê lớn nhất ở Brazil, khiến giá cà phê trên thị trường quốc tế đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm qua. Các nhà chức trách Ba Lan mới đây xác nhận ít nhất 8 người bị thương sau khi một đoàn tàu lửa bị trật bánh một phần vì đâm vào một xe tải ở Kobaskovo, một ngôi làng ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Đức vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương. Hiện những nạn nhân đã xuất viện sau khi được điều trị y tế. Người phát ngôn cảnh sát Ba Lan bà Katarzyna Lenica cho biết vụ việc xảy ra trong lúc đoàn tàu DB0 đang đi từ thành phố Szczecin thuộc Ba Lan đến thủ đô Berlin của Đức. Theo kết quả điều tra ban đầu, chiếc xe tải đã vượt đèn đỏ khi đi vào đường ngang và người lái xe cho biết anh ta đã bị chói mắt do ánh nắng mặt trời. Hiện các công tố viên Ba Lan đang phối hợp cùng cảnh sát địa phương để điều tra vụ việc. Tại Đức, sau 3 ngày nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ nổ nhà máy hóa chất Burik thuộc khu công nghiệp Tempac ở Leverkusen, miền Tây nước này, lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy thêm 3 thi thể vào chiều ngày 29 tháng 7 vừa qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên 5 người, trong khi 2 nạn nhân khác vẫn còn chưa được tìm thấy. Hiện hoạt động tìm kiếm người mất tích đang được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, giới chức địa phương cũng đã triển khai công tác dọn dẹp hiện trường sau tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành điều tra, tuy nhiên lực lượng chức năng cho biết nhiều khu vực tại hiện trường chưa thể tiếp cận do bị ô nhiễm và có nguy cơ bị sụp đổ, nên rất khó để có thể nhanh chóng làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan môi trường địa phương cũng đang tiến hành phân tích giám định ô nhiễm vì khả năng nhiễm độc hóa chất ở các khu dân cư xung quanh hiện trường. Trước khi kết quả được công bố vào cuối tuần này, người dân được khuyến cáo không nên ăn rau củ quả trong vườn và tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Theo truyền thông địa phương, người dân Tonga đã giao nộp một túi chất cấm trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện số chất cấm này ở bãi biển thuộc quần đảo phía Bắc Vavao. Lực lượng an ninh cho biết hiện đang cùng với hải quân phối hợp mở một cuộc điều tra về lượng chất cấm trên. Trong nhiều năm trở lại đây, cảnh sát quốc đảo Thái Bình Dương này vẫn thường xuyên phát hiện số chất cấm có giá trị lớn. Năm 2012, một du thuyền vận chuyển chất cấm lên đến 120 triệu đô la Mỹ được tìm thấy trên một đảo san hô. Ở một hòn đảo hẻo lánh khác, lực lượng an ninh Tonga cũng phát hiện một số chất cấm trị giá 13 triệu đô la Mỹ vào năm 2018. Lý giải cho việc phát hiện nhiều lượng chất cấm trong khu vực, giới chức Tonga cho biết là quốc gia này nằm trên tuyến đường vận chuyển chất cấm đến thị trường tại Úc và New Zealand của các băng nhóm tội phạm ở châu Á cũng như Nam Mỹ. Người dân Kenya mới đây đã vô cùng hoảng sợ sau khi một con sư tử trốn khỏi vùng quốc gia Nairobi và đi lạc vào một khu phố đông đúc ở phía nam thủ đô nước này. Cơ quan động vật hoang dã Kenya KWS sau đó đã ngay lập tức điều động kiểm lâm và nhân viên thú y đến hiện trường. Trong một bài đăng tải trên mạng xã hội Twitter,
AWS thông báo, con vật đã được gây mê thành công. Lực lượng chức năng đã chuyển nó đến một cơ sở thú y để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa trở lại vườn quốc gia. Giới chức địa phương cho biết vụ việc này không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố động vật hoang dã trốn khỏi vườn quốc gia và gây hoảng sợ cho người dân trong khu vực. Hồi tháng 12 năm 2019, một con sư tử cũng đã sổng chuồng và tấn công một người đàn ông ngay bên ngoài khu bảo tồn này, khiến nạn nhân tử vong. Tại Lebanon, một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát ở gần ngôi làng Khubayat, phía bắc nước này, buộc những người dân trong khu vực phải sơ tán. Theo giới chức địa phương, nhiệt độ tăng đột ngột chính là nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Hình ảnh được Reuters đăng tải cho thấy, ngọn lửa đã lan rất nhanh, tạo nên một bức tường lửa thiêu rụi một diện tích rừng lớn và nhanh chóng tiếp cận nhiều khu vực có cư dân sinh sống. Lính cứu hỏa và binh sĩ quân đội Lebanon đã được điều động đến khu vực này, bất chấp những nỗ lực của lực lượng chức năng. Ngọn lửa đến nay vẫn chưa được kiểm soát. Theo ghi nhận, ít nhất một lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành triển khai tại thị trấn Bodrum ở huyện Manavgat thuộc tỉnh Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang bị tàn phá nặng nề bởi đám cháy rừng dữ dội, bắt đầu bùng phát vào hôm thứ Tư, ngày 28 tháng 7 vừa qua. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, hiện 35 máy bay, 45 xe chữa cháy và 4.000 lính cứu hỏa đã được điều động để chiến đấu với ngọn lửa. Ông còn cho biết việc kiểm soát các vụ cháy có thể mất thời gian. Đến nay, giới chức địa phương ghi nhận ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 100 người cần được y tế hỗ trợ, chủ yếu do ngạt khói. Vụ hỏa hoạn còn khiến hơn 1.000 con gia súc tại các trang trại bị chết cháy, trong khi 1.500 mẫu đất nông nghiệp và 120 mẫu nhà kính bị thiêu hủy. Bên cạnh đó, người dân sinh sống tại hàng chục ngôi làng và nhiều khách sạn phải sơ tán. Tình trạng cháy rừng vẫn thường xuyên được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt những tháng hè khô cằn. Nhiều vụ cháy trong số đó được cho là do các tay súng người Kurd gây ra. Hiện các nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân của đám cháy rừng trên. Theo quan chức địa phương, vào hôm thứ Năm 29 tháng 7, hàng trăm người Palestine đã tham dự lễ tang của cậu bé 12 tuổi bị sát hại bởi lực lượng Israel, trong khi đang ngồi trên ô tô với cha ở khu vực bờ Tây. Trong một thông báo, Bộ Y tế Palestine cho biết cậu bé bị bắn vào ngực sau khi quân đội Israel nổ súng về phía chiếc xe của cha con họ ở làng Beit Umar của Palestine, gần Hebron ở phía nam bờ Tây. Mặc dù đã được đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng cậu bé xấu số đã không qua khỏi. Chia sẻ về vụ việc, quân đội Israel giải thích một trong những binh sĩ của họ đã nổ súng nhắm vào bánh của chiếc xe vì cho rằng phương tiện này có hoạt động đáng ngờ, đồng thời tuyên bố rằng chúng tôi đang xem xét thông tin về cái chết của một trẻ vị thành niên người Palestine do hậu quả của vụ nổ súng. Hiện các sĩ quan chỉ huy cấp cao vẫn đang xem xét vụ việc. Cũng theo nguồn tin này, một số cuộc đụng độ giữa người Palestine và binh sĩ Israel đã nổ ra trong khu vực sau đó. Bờ Tây là một trong những vùng lãnh thổ mà người Palestine mong muốn có một chế độ nhà nước. Tình trạng bạo lực ở đây đã gia tăng đáng kể sau khi các cuộc đàm phán giữa người Palestine và Israel do Mỹ bảo trợ tan vỡ vào năm 2014. Thưa quý vị, một trận lũ quét nghiêm trọng mới đây đã xảy ra ở khu vực đông bắc thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 60 người đã thiệt mạng, trong khi 150 người khác vẫn còn mất tích. Theo giới chức thủ đô Kabul, Afghanistan, một trận lũ quét nghiêm trọng đã tàn phá khu vực đông bắc của thành phố vào rạng sáng hôm thứ Năm, ngày 29 tháng 7 vừa qua. Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên của thống đốc tỉnh Nuristan, ông Said Momen cho biết con số tử vong đã lên đến 60 người. Hiện vẫn còn khoảng 150 người còn mất tích và gần 80 ngôi nhà trong khu vực bị phá hủy. Bên cạnh đó, ông Said Momen còn cảnh báo nhiều ngôi nhà còn được xây dựng sơ sài, chủ yếu ở vùng nông thôn đang có nguy cơ bị sập. Tại Afghanistan, mưa lớn và lũ quét hàng năm thường gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê, trong mùa mưa lũ năm ngoái, hàng chục người đã thiệt mạng trong trận lũ quét tại khu vực ven biển của tỉnh Parwan. Người dân Afghanistan có thể gánh chịu nhiều những tổn thất nặng nề hơn trong mùa lũ năm nay, khi họ còn đang phải chịu các cuộc tấn công do lực lượng Taliban phát động ở khắp nơi trên đất nước. Không những vậy, làn sóng thứ ba của đại dịch COVID-19 cũng đã gây ra nhiều sức ép đối với hệ thống y tế của quốc gia này. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.